Trực quan hóa dữ liệu với Pivot Chart. Pivot Chart là tính năng tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu Pivot Table và nó có khả năng tùy biến dựa trên các thông số mà ta chọn và từ đó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc tạo biểu đồ. Đầu tiên thì để tạo Pivot Chart, bạn cần phải có một bảng dữ liệu Pivot Table lọc ra các thông số và các bạn có thể xem lại video lần trước mà mình đã đăng. Để tạo Pivot Chart, ta click chọn vào bảng Pivot Table, sau đó vào tab Insert rồi chọn Pivot Chart. Một cửa sổ sẽ hiện ra, chúng ta sẽ lựa chọn dạng biểu đồ mà ta muốn biểu diễn. Ở đây mình chọn dạng biểu đồ cột và nhấn OK. Một biểu đồ sẽ xuất hiện kèm với các nút Filter để tùy chỉnh. Tuy nhiên các nút này sẽ gây rối mắt nên mình sẽ tắt nó đi bằng cách vào tab Pivot Chart Analyze và bỏ chọn View Buttons. Thay vào đó mình sẽ Insert Slicer ở bên ngoài biểu đồ để lọc ra các thông số và cũng giúp cho biểu đồ mình được thẩm mỹ hơn. Mình lọc dữ liệu theo năm nên khi ta chọn năm trong Slicer, cả Pivot Table và Pivot Chart sẽ tự động thay đổi theo. Để thay đổi bố cục biểu đồ, ta vào tab Design và góc trên phía bên trái màn hình ta có nút Quick Layout để thay đổi nhanh bố cục biểu đồ theo mẫu sẵn có. Khi đưa con trỏ chuột vào từng ô biểu đồ sẽ thay đổi để ta xem trước. Ta có thể tùy chỉnh hiển thị của biểu đồ ở nút Add Chart Elements. Trong đó, Axis hiển thị các trục theo chiều ngang và chiều dọc. Axis Title là hiển thị tiêu đề trục. Chart Title là hiển thị tên biểu đồ. Data Labels là hiển thị số liệu trên từng cột của biểu đồ. Data Table là hiển thị số liệu dưới dạng bảng. Arrow Bars là hiển thị thanh sai số. Grid Lines là hiển thị lưới trong biểu đồ. Legend là vị trí chú thích trong biểu đồ. Và Lines là các đường liên kết giữa các cột trong biểu đồ. Để tạo thêm Pivot Chart với thông số khác trên cùng một bảng dữ liệu Pivot Table, ta click chọn Pivot Table, vào tab Pivot Table Analyze, chọn Select, tiếp tục chọn Entire Pivot Table, sau đó copy và paste sang ô mong muốn. Mình sẽ tùy chỉnh lại bảng Pivot Table mới tạo theo các thông số mới và làm tương tự các bước Insert Pivot Chart mình vừa trình bày ở trên. Khi ta chọn thông số 5 trong Slicer, hai biểu đồ Pivot Chart sẽ tự động thay đổi. Để copy Pivot Chart sang PowerPoint phục vụ cho việc trình chiếu, ta ấn chuột phải vào biểu đồ và chọn Copy. Sau đó ta vào PowerPoint và Paste dưới dạng Picture để giữ nguyên định dạng, kích cỡ và màu sắc. Ngoài ra, ta có thể Paste dưới dạng View Destination Theme và Link Data để dán biểu đồ và biểu đồ sẽ tự động cập nhật theo file Excel nếu có thay đổi về số liệu. Tuy nhiên, với cách làm này thì máy trình chiếu phải có file Excel và file phải đang mở ở chế độ song song với lúc trình chiếu. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên để lại một like, share, comment chủ đề video sắp tới và follow mình để ủng hộ mình nhé. Và chân thành cảm ơn bạn đã xem hết video này.